Thư viện pháp luật xin chào quý vị và các bạn. Khi làm mất căn cước công dân, điều đầu tiên bạn sẽ làm gì? Đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội. No, God, please, no, no! Tìm kiếm tại những địa điểm mình đã đi qua. Oh my God, what is that? Hay đơn giản là thì mất rồi, lên công an làm lại thôi. Vậy khi làm lại căn cước công dân thì người dân cần biết những thông tin gì để chủ động hơn trong việc chuẩn bị, xác định công việc cần làm nhằm tiết kiệm thời gian? Hãy cùng Thư viện Pháp luật tìm hiểu ngay sau đây. Mất căn cước công dân có được cấp lại hay không? Căn cước công dân là một trong những loại giấy tờ tùy thân chứa đựng các thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân. Theo đó thì tại điểm A khoảng 2 điều 23 Luật căn cước công dân 2014 thì việc cấp lại căn cước công dân sẽ được thực hiện nếu người dân rơi vào một trong các trường hợp sau: bị mất thẻ căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo pháp luật về quốc tịch. Như vậy, nếu công dân bị mất căn cước công dân thì có thể thực hiện việc xin cấp lại theo quy định. Hiện nay thì nhiều người dân gặp phải tình trạng khó xác định nơi tiếp nhận đề nghị cấp lại căn cước công dân. Ví dụ như khi tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh và bị mất căn cước công dân thì không biết có phải về nơi thường trú để làm lại hay không, dẫn đến việc mất nhiều thời gian hơn. Vậy thì những nơi nào thì người dân được gửi đề nghị cấp lại căn cước công dân? Theo Điều 10 và Điều 13 Thông tư 59 năm 2021 của Bộ Công an thì người dân có thể gửi đề nghị cấp lại căn cước công dân tại những nơi như sau. Đầu tiên là cơ quan công an cấp huyện, cấp tỉnh tại nơi thường trú. Tiếp theo là cơ quan công an cấp huyện, cấp tỉnh tại nơi tạm trú. Và cuối cùng là website Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an đối với trường hợp đăng ký trực tuyến. Lưu ý là khi gửi đề nghị tại website Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an thì người dân vẫn phải in và điền mẫu tờ khai căn cước công dân đầy đủ như nộp trực tiếp. Sau khi nhận được thông báo hồ sơ đã được tiếp nhận trên website, người dân chỉ cần nộp hồ sơ giấy tại bộ phận một cửa của cơ quan công an mà không cần phải chờ đợi. Vậy thì nếu người dân đang tạm trú tại một địa phương khác thì vẫn có thể gửi đề nghị cấp lại căn cước công dân tại cơ quan công an cấp huyện, cấp tỉnh nơi tạm trú. Thủ tục cấp lại căn cước công dân bị mất. Sau khi đã xác định được cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc cấp lại căn cước công dân thì người dân cần thực hiện các bước theo quy định tại Thông tư 60 năm 2021 của Bộ Công an như sau. Bước 1, nộp hồ sơ. Công dân đến địa điểm làm thủ tục cấp căn cước công dân hoặc thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an để đăng ký thời gian, địa điểm làm thủ tục đề nghị cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân. Bước 2, tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ công an có thẩm quyền sẽ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu, kiểm tra, đối chiếu, thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước công dân. Đối với người đang ở trong quân đội nhân dân, công an nhân dân thì xuất trình giấy chứng minh do quân đội nhân dân hoặc công an nhân dân cấp kèm theo giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị. Sau đó tiến hành lựa chọn loại cấp căn cước công dân cần cấp lại và mô tả đặc điểm nhân dạng của công dân. Bước 3 là thu nhận vân tay, chụp ảnh và in phiếu thu nhập căn cước công dân. Tại bước này thì cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân sẽ chụp ảnh thu nhận vân tay của người đến làm thủ tục và in phiếu thu nhận thông tin, chuyển cho người dân kiểm tra, ký ghi rõ họ tên và cán bộ thu nhận thông tin kiểm tra, ký ghi rõ họ tên. Bước 4 là nộp lệ phí và nhận giấy hẹn trả kết quả cấp lại căn cước công dân. Theo khoản 3 điều 4 Thông tư 59 năm 2019 của Bộ Tài chính thì mức lệ phí cho việc cấp lại căn cước công dân là 70.000 đồng, trừ các trường hợp được miễn lệ phí cấp lại như sau: công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, công dân thường trú tại các xã biên giới, công dân thường trú tại các huyện đảo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật và công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa. Khi đã hoàn thành việc nộp lệ phí thì cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân sẽ cấp giấy hẹn trả thẻ cho công dân. Trường hợp hồ sơ thủ tục chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn công dân hoàn thiện để cấp thẻ. Về thời hạn cấp lại căn cước công dân được quy định như sau: tại thành phố, thị xã là không quá 7 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi, không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại. Tại các huyện miền núi, vùng cao, biên giới hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp. Và ở những khu vực còn lại là không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp. Bước 5 là trả kết quả cấp lại căn cước công dân. Công dân cần đảm bảo việc nhận thẻ căn cước công dân được cấp lại theo thời hạn và địa điểm trong giấy hẹn. Trường hợp người dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý sẽ trả thẻ theo yêu cầu và người dân tự phải trả phí dịch vụ chuyển phát. Video đến đây là kết thúc.
Thư viện pháp luật mong rằng đã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về việc làm lại căn cước công dân bị mất, từ đó mà người dân có thể chủ động hơn trong việc làm lại nếu không may bị mất căn cước công dân. Đừng quên nhấn like và subscribe để theo dõi những video tiếp theo đến từ Thư viện pháp luật nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.